bắt đầu tài khoản ngân hàng. Thì tài khoản ngân hàng mình sẽ có tài khoản ngân hàng bằng tiền Việt và tài khoản ngân hàng tiền đô, mà không có tiền đô thì thôi. Thì đây bắt đầu, đây là tài khoản con, đây là tài khoản chi tiết. Ví dụ như mình là Việt Tinh Băng thì mình sửa lại, đây là Việt Tinh Băng ha. Tiền gửi ngân hàng Việt Tinh Băng gì nè, Việt Tinh Băng không, phòng giao dịch không, không có chi nhánh, tài không có phòng giao dịch chi nhánh chính, là số tài khoản bao nhiêu không thì về nhà chị điền vô cũng được. Có đèn không? 188 Rồi. Số dư 4 9 8 4 9 8 5 9 6 5 9 6 5 9 2 5 9 2 5 9 2 5 9 2. Rồi, cái thằng ACB. ACB thì để đi ACB nè. À, mình khi mới ngân hàng nữa thì mình copy, mình sẵn xuống thôi. Ngân hàng ACB, ACB là ở châu không? Giao dịch Lê Văn Khương. Giao dịch Lê Văn Khương. Chi nhánh. Chi nhánh không tìm được đơn thôi. Số tài khoản. Số tài khoản 767 769 số dư 22461 072. Đó. Thì về thì chị cứ cái nhập số dư đầu kỳ như vậy ha, coi có cái nào có số dư đầu kỳ, cái nào nó không cần thì bữa sau em hướng dẫn tính sao. Còn cái này là chị không lấy trong đây được. À, thì cái nào những coi cái thực tế của chị cái nào lấy được thì lấy, nhưng mà cuối cùng cũng phải làm sao cho nó cần. Đây là danh mục tài khoản, tất cả các tài khoản đều nằm trên đây hết ha. À, còn ở đây là cái sổ này là sổ định khoản ha. Sổ này là sổ định khoản nè. À, nguyên tắc hạch toán là phải hạch toán đầu vào trước mới hạch toán đầu ra. À, mà tại vì mình làm mà mình bị dồn tháng, còn nếu mà mình hạch toán hàng ngày thì mình có chứng từ gì thì mình hạch toán cái đó thì nó khác. Còn này thì mình dồn tháng cho nên mình hạch toán hết đầu vào trước để mình tính. Nghĩa là nhập hết đầu vào hết. Cứ từng cứ mỗi tháng là cứ nhập hết có đơn đầu vào. Đơn đầu vào này để chị sẽ nộp lại. Đơn đầu vào này có cái là thực tế là thì cứ hạch toán đi, thực tế thì làm thiếu thu lại thôi. Mình cân đối cái này luôn, cái này là em hướng dẫn nội bộ chứ không phải là thế nha. Kết hợp giữa nội bộ với thế luôn, nhưng mà mình thiên về nội bộ. Ví dụ như bây giờ ngày là ngày toán mình là chính là ngày hóa đơn luôn. 13 tháng 8 này 2018 là mình bị trễ rồi. Tức là nhưng mà 3 tháng thì cái ngày này mình phải để là ngày 1 tháng 1 2019. Hiểu không? Tức là tại vì nó nằm bên kỳ bên năm trước rồi. Mình không hạch toán ngược lại cái ngày đó nữa, mình hạch toán cái ngày đầu năm. Rồi. À, về thế nếu mà ở đây thì chi phí này sẽ bị loại nè, tại vì nó không năm 2019 nó sẽ bị loại, tại vì nó là chi phí không đúng niên độ kế toán. À, thì
Thì bên thuế thì chỗ này là loại chi phí gì nè, thì ví dụ ở đây thì em sẽ làm chữ L là để cuối năm em sọc lại em biết cái này là chứng chi phí này là khi mình quyết Dạ. toán em sẽ lợi nó ra ha. Còn mình nội bộ thì mình xài hết thì mình cũng được ký ha, nó mở rộng thêm thôi. Thu chi thì thích thì bỏ phiếu, còn không thì để thế thì gọi sao cũng được. Thu chi là sao? Đồng số quỹ số thiếu số, số phiếu thu hả? phiếu chi á, số nhập số kho cũng vậy, thì để mình sọt sau sọt trở lại cho theo ngày tháng, nó đi theo ngày tháng mình cho số cũng được. Rồi luôn luôn lúc nào cái này cũng là hạch toán 331, ngay chỗ này là lúc nào cũng để là 331 ha. Nếu là đầu vào á, đầu vào lúc nào chỗ này cũng là 331, thì mình sẽ quay lại cái danh mục tài khoản, mình đi tới cái tài khoản 331. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi vậy tài khoản này là thường thì em sẽ tạo nó dễ dễ nhớ, ví dụ 331 là em lấy cái đuôi xăng dầu cũng tạo đúng không, để Đi sang giờ Bà Rịa Vũng Tàu đi tắt. đây sẽ là công đi Giờ về một đi. viên. Để chị dễ nhớ. Cái này em chuyển qua cho chị. À, bây giờ chị sẽ ngồi lại, chị gõ rõ hết cái mã này vô. Rồi em làm việc của em. Thì Không, vướng. thôi bây giờ không có, em cứ hướng dẫn chị nhập một số cái xong em mới chuyển cái file này qua chị để chị nhập đầu vào, chị nhập cái chỗ nào không không ấy thì bắt đầu chị em Cái này hỏi đi. em, có nghĩa là em sẽ hướng dẫn một số cái trong này thôi, chứ không phải đầu chị ngồi chị hỏi chứ em đâu có rõ rõ. Một thành viên dầu rồi copy nó, đánh này mã số thuế nó nè, ngay đầu này là còn mã số thuế nè ha, xong ba năm 35 không ba ba năm không 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 một 1 không không hai 2 5 7 3 năm bảy ba. Rồi cái này thì thật ra là đánh gõ cũng được không gõ cũng được, không không quan trọng, tức là tại vì em muốn muốn gõ tại vì là để nhiều khi mà bên mình theo dõi công nợ là mình biết liên hệ Sao ai rồi số điện thoại ai ok ai ai đó, vậy cái đó là ông không thường nói về xưa ông thường không chịu làm vậy để mình biết thì mình rõ nhưng không mà sao rõ, không có những thứ mình chỉ cái đó cái chỗ thế này nhà xuất dòng hiện dòng rồi này đó không quan trọng, nó mình muốn rõ thì mình rõ ha, cái thông tin người khách hàng liên hệ như thế nào, liên hệ ai gì đó nó để mình dễ theo dõi thôi. Rồi copy thường là người ta hay hay copy rồi dán vậy nè, thì nó sẽ bị nó sẽ bị khác đi, tại dán khác cái định dạng của bên này. Thường thì em copy rồi em sẽ em paste rồi ok chị nhớ vậy, vậy nó sẽ không có làm mất đi rồi rồi cái định dạng sẵn của mình ha, đó là mình cứ lưu ý như vậy. có bên giá trị là đủ gì nhớ giá trị là hai gì Đúng rồi đúng rồi, hoặc là nếu mà em thường em ít thì chuột lắm em sử dụng cái bát dùng copy bên này ha, này qua lại nè, hai này control với control bay up control bay down là qua lại, copy control c xong qua sheet này control bay rồi em vô đây cho nút này nè, nút cái cửa sổ này. Không phải cửa sổ mà nút nút này nó tương đương với cái phải chuột của mình, cái nút Em này nghe các bàn phím khác nhau đó. nhưng mà thường nó nằm cũng đâu bên đây nè, có rồi còn nhưng mà đại khái là cái đó thao tác thôi không, không quan trọng, nhưng mà dán dán như vậy Rồi ha. đáng như bán giá trị. Rồi thì đây nó sẽ nhảy nè ha, nó sẽ cập nhật nè, rồi đối Em chỉ ứng cần là em copy cái mã này qua tự động nó nhảy hết đúng không? đúng rồi đúng rồi. Rồi đối ứng với nó sẽ là này là chi phí hay gì, Cái này thì do là phí xăng xe hả, xe 6 cho 4 2 7 xăng xe thì là xe nè,
À, nó chỗ này nó nằm đây nè. Tài khoản loại 6 nè, xe, taxi gì đó, em chi tiết hết, tức hầu như là đầy đủ các khoản chi phí trong này nè, điện thoại gì đó, loại 6 nè, xe nè, bảo trì, bảo vệ, nước sinh hoạt gì đó, bên đây, lấy bên đây, đưa qua, rồi, số hóa đơn là 008400 ngày ngày cũng vậy, luôn luôn nhớ là gõ kiểu test giùm cho em, kiểu test là có dấu phẩy trước như nè, để cho mình khi mà mình chuyển cái file này qua file khác nó không được biến dạng cái kiểu ngày đó. 13 8 rồi rồi à, cái này không biết là chị có cái chị kế toán chị có hạch toán thuế hay không ha, có thì có hạch toán thuế thì mình sẽ hạch toán thuế ở đây là giữ nguyên nè, đây là đây sẽ là 1331 ha, rồi này là ghi là gõ tay theo chứng từ nếu nếu tên khác với tài khoản chứng từ gốc, thì đây là xăng xe rồi thì nó đã giống với chứng từ gốc thì khỏi gõ cũng được, thì ở đây nó sẽ tự lấy nè, xăng xe nè ha. Đây mình sửa chỗ xăng xe là lại nè, xe này là xe gì á, không ví dụ như xe bên chị là Khỏi xe ghi xăng xe xe đây gì, không? Khỏi 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 ghi nó được hơn là có một cái xe à. ok khỏi này ha. Đâu? Nghe được. Em chuyển tiền gì vậy? Rồi, ok. Em chuyển nhiêu tiền nhỉ? Rồi, 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 để ngày mai mấy chị vô chị làm cho. Cái tiền mà chị chuyển rồi bây giờ cho anh Thanh đúng không? Chị đâu có chuyển lại tài khoản của anh. Thì thường thường em chị rồi đây nó sẽ tự lấy nè, xăng xe nè ha, xăng xe của công ty gì mà xuất thế đúng nè, rồi chứng từ sổ nè, đấy mai đúng mốt rồi mình ra cái sổ được cái chung là nó hiện lên đây luôn là mình vừa làm mình biết rồi, hai cọc này là hai cọc định khoản rồi nè, nó ghi là gõ tay nè ha, gõ tay theo định khoản kế toán là hồng là nợ có nè, rồi cái này luôn luôn là chi phí thì đây là nợ là chi phí đúng không, sáu bốn hai bảy xe ha, rồi đối ứng với nó này là thanh toán tiền mặt thanh toán tiền luôn, mặt thì ở đây sẽ là một 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 luôn, một lưu ý là bốn số nha, tài khoản con, rồi ở đây là 1331 thuế giá trị tăng khấu trừ, đây là 111 luôn ha, rồi còn cái này đơn giá mua đơn giá bán đối với chi phí thì không cần gõ, khi nào nó là nguyên vật liệu hàng hóa thì gõ ha. Rồi số tiền phát sinh là 1.000.000, thuế suất là 10,10 ha, luôn luôn là kiểu test, không không chịu thuế, không năm mười, không gõ cái phần trăm phía sau ha, giờ gõ kiểu test, rồi đây là 100.000, mình muốn thì cài công thức, còn này em không cài, em gõ tay cho nó, rồi tiền thuế thì mình chỉ lấy chút tiền thuế thôi, ngay cái hạch toán thuế thì mình lấy được tiền thuế thôi, mình không hạch toán cái này à, rồi là xong một hóa đơn tiếp khách đúng không, ngày 22 tháng 8 cũng vậy luôn, qua năm mới là luôn luôn là ngày đầu tuần đầu năm cái à. này chứng từ là ghi đúng hóa đơn nè. Đúng rồi. Rồi. Cổng vàng rồi mình muốn tìm bài 331 thì khỏi cần ép nè, Cái 331 à, khác. không
mình 331 xăng dầu để mình nó tìm lại ngay cho 331 cho mình cho nhanh đó. 331 này là gì? Cổng vàng nè. À, cổng vàng Hà Nội. À, chi nhánh công ty cổ phần thương mại số thuế 0102 72 11 91 01 001 rồi cũng copy nó qua ha, để ngay mã giò nè, đọc mã giò rồi tài khoản đối ứng nó là 6427 tiếp khách, tiếp khách là TK ha, rồi đây nó hiện cái tiếp khách này. À, còn thí dụ mà bây giờ mình ghi 6427 ABC gì đó đi thì đây nó sẽ không hiện lên, tức là bên cái mã giò của mình không có, thì ở đây nó đồng thời ở đây nó cũng hiện lên, nó cũng không hiện lên luôn nè. À, ở đây nó cũng lấy là nó lấy ở bên cái dành tài khoản qua rồi, số hóa đơn là 0036503 ngày 22 tháng 8 năm 2021 đây là định khoản 6427 tiếp khách 111 copy cũng được. Rồi số tiền phát sinh 900.000 thuế 10% 90.000 là 990 nè ha, đây nó hiện 990 nè. À, 990 mình cấp mình xâm thử nó ra bao nhiêu đây, nó hiện xong hai hóa đơn. Tiền điện, điện thì sử dụng có sử dụng cho xưởng không hay là thanh toán hết cho chi phí luôn? Văn phòng luôn chung đó, khỏi khỏi tách ra luôn. Rồi ngày này là chi phí thì 642 chứ. 627 là nhà xưởng. 627 là chi phí sản xuất chung ở xưởng thì mình mới dùng. Nhưng mà tại vì bên xưởng bên văn phòng thì nhỏ xíu à. Còn nếu mà chỉ dùng điện điện là đa phần là sử dụng bên xưởng là nhiều. Nếu mà đưa vô 627 mà mai mốt tính là thì phải phân phân bổ 627 đó ra ra cho từng đơn hàng. Thì tính ra vô. Còn mà đó là đúng theo nguyên tắc kế toán. Còn nếu mà mình hà nội bộ thì mình đưa 627 cuối năm mình cứ chuyển luôn qua cũng qua hết giá vốn cũng được, cái đó mình tùy đó, không tính này là thì đằng nào nó cũng đi chi phí thôi, chi phí cái này này nè mấy đây nè phải 11 12 tháng 11 25 tháng 10 là cái niên cái kỳ. Rồi, vô 331 đúng không nào? EVN đúng không? EVN Hồ Chí Minh. Công ty điện lực. Công ty điện lực. Không
không không 0395 nó qua. Tiền điện muốn tìm thì gọi là mình ép 642 EVN. Dạ không dạo với nó mà đi sinh vậy. Hôm bữa mình cho hay cho đồ ăn mình nói chuyện bên xóm này, nói chuyện ấy xin về đâu phải ba ăn đâu mà cho đồ ăn của mình, nó xin về có nuôi heo nuôi gà nó mấy được ăn kệ đi bởi vậy mà bây giờ mà trước giờ em hay nấu cơm cố tình nấu cơm dư để mà nghe nghe này nghe mình thấy bạn dân lớn lớn tuổi như mẹ mình cái tội cứ 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 hay cho đồ mà đồ là đồ ăn của mình luôn á, cái mấy chị mình sống có cho bả gia đình bây giờ lắm chắc phải biết đâu giờ biết người đâu người đâu bả đi vậy đó bả đi xin bả đi xin cho bả lụm về cho heo ăn số hóa đơn 90 2984 2984 ngày 12 một là có tay hay có tiền cũng được, hay là luôn luôn tiền mặt đúng không? Thì nào nếu mà công nợ thì ở đây là 331 số tiền là 8 triệu. Cái này là nguyên liệu đúng không? Nguyên liệu tháng 12 2018 1 rồi mình cũng tạo cái mã ba mặt tiền lại là 331 và tiền đến 331 phần trên ép nút nút phần trên với ép lắm phần ép thì nó hiện nó sẽ hiện lên các bạn này nè, cái file là file web là hỏi tìm gì, ví dụ như tìm tài khoản 331 thì gõ 331 nhưng mà thường nó thì
mình nhớ thêm một cái ký tự nữa ở ngoài sau 31 cho nó Nhầm. đi, cho nó nhanh, tại vì 331 nhiều khi nó sẽ lẫn lộn với chữ ký, những cái tài khoản số. Ba ba một này là tân thép tân tạo, thép tân Công ty chấp nhận đủ lượng hết không ạ? Trên trên 20 triệu tất nhiên nó là không nợ rồi, cứ đó đây đầu lúc nào cũng là 331 rồi, ở đây nó sẽ là F không là 152, thì 152 là đóng phần trên F à. Nó sẽ chạy xuống tới 1521 và sửa cái này lại. Đơn vị là ký. Nguyên vật liệu thì nợ nguyên vật liệu rồi, có không nợ đây đó, mình không viết ra nó sai, nó cứ xem lại số hiệu tài khoản chip của một tài khoản này à. Tức là ngay đây nè, ngay đây mình sai nè à. Thì đây nó sẽ kêu xem lại số hiệu tài khoản hãy ship danh mục tài khoản F. Nên nó là đúng hay nên là đúng này. Đó. Rồi ở đây thì mình nhập đơn giá mua nè, nè. Số lượng nè, số lượng là 31, 31, 31. 6, 4, 10. Rồi nhận thử là cũng không tám một hai không bốn sáu hai tám chín ba 200 rồi lấp đi xuống này xong. Ở đây trước cũng được là bao nhiêu à, không cần ép mà à. Tìm bây giờ chèn này. Còn cái C à, còn không dùng chuột không mình copy chèn mình xài rồi sửa này lại Ngọc Phát, Đại Ngọc Phát.
với khách kia là khác nhau đúng không? Rồi. Tiền bảo một phần hơn. Số lượng định giá 14.300, số lượng 4.330.5, làm tròn 5.1. Ok chưa? Nói phải mà biết được. Này là tiếp khách luôn. Cứ rõ này đi, mình làm từ một đầu tiên là mua hướng dẫn mua vàng trước. Rõ hơn cái đó này.